Vụ cháy chung cư mini Khương Hạ, nạn nhân nhảy xuống mái nhà, chấn thương cột sống, thoát chết nhờ cửa thoát hiểm. Cảnh báo nhập viện muộn khi mắc sốt xuất huyết. Không nên chủ quan với cúm mùa. Đó là những nội dung chính có trong bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý. Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Phượng 2, phường Phan Châu Trinh, thành phố Hội An, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết các mẫu thực phẩm đã được chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang và dự kiến có kết quả trong thời gian từ 7 đến 10 ngày tới. Hiện ghi nhận có 141 trường hợp ngộ độc, trong đó có 33 người nước ngoài đang được điều trị tại Bệnh viện Thái Bình Dương, Bệnh viện Vĩnh Đức và các cơ sở y tế tại thành phố Đà Nẵng. Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương cấp cứu, điều trị đối với các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, đồng thời yêu cầu hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Bộ Y tế cho biết kết quả giám sát dịch bệnh truyền nhiễm và báo cáo của các địa phương, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng cao tại một số tỉnh thành phố. Khu vực miền Nam có số lượng ca mắc giảm hơn một nửa so với năm ngoái, trong khi đó ở miền Bắc có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội. Trong 3 tuần trở lại đây, số ca mắc tăng từ 500 ca đã lên tới gần 1.100 ca mắc mới. Trên 50% trường hợp có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện, trong đó nhiều bệnh nhân tiểu cầu giảm, nhập viện muộn. Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho hơn 30 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Hầu hết các bệnh nhân đều đến muộn hoặc chẩn đoán nhầm với các bệnh khác như cúm, COVID-19, dẫn đến tiểu cầu hạ, chảy máu chân răng, chảy máu cam, thậm chí có trường hợp suy gan, viêm màng não. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân trong các vùng dịch hoặc những khu vực có người mắc sốt xuất huyết, khi có những dấu hiệu như sốt cao, đau mỏi người, cần nghĩ ngay đến sốt xuất huyết và tìm đến cơ sở để được chẩn đoán điều trị. Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, hiện các nạn nhân nhập viện bước đầu đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực. Một số bệnh nhi đã bước đầu qua cơn hoảng loạn, ổn định trở lại. Vụ cháy đã khiến 56 nạn nhân thiệt mạng, 37 nạn nhân may mắn sống sót. Trong đó, có những người đã thoát nạn bị chấn thương cột sống do nhảy xuống mái nhà nhưng thoát chết. Trong vụ cháy này, nhờ có phương án thoát hiểm ngay tại căn hộ. Cả gia đình sinh sống tại tầng 4 của chung cư mini quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Khi phát hiện cháy thì lửa đã bùng mạnh từ tầng 1, khói bốc nghi ngút lên tầng 4. Thay vì chạy xuống hoặc chạy lên trần nhà, thì gia đình đã lựa chọn ở lại trong nhà và mở cửa thoát hiểm, nhảy sang mái nhà một tầng của nhà hàng xóm. Cả ba người cùng nhảy xuống thành công. Mở cửa ra là thấy khói đen, thế là quyết định là không đi ra thang bộ nữa, mà đóng cửa lại và tính toán tiếp. Thế sau một hồi thì nhớ ra là ở ban công, nhà em đã từng cắt cái song của ban công thành một cái ô để có thể thoát hiểm ấy. Vâng, tuy nhiên là lại không có thang dây, nên là vợ chồng em là quyết định là liều. Chỗ mà em nhảy vào ấy, có một ít hàng người ta làm ấy, người ta để nguyên liệu ở đó. Thế thì em nhảy xuống đây thì mái tôn nó thủng và em bị rơi xuống, nhưng mà em lại rơi vào cái đám hàng đó chứ không rơi trực tiếp vào cái nền gác xép. Thế là đã đỡ được một phần rồi. Hiện cả ba nạn nhân bao gồm bố mẹ và cháu nhỏ đều bị chấn thương. Người mẹ nhập bệnh viện đa khoa Sanh Bôn với chấn thương và gãy một đốt sống. Bệnh nhân đã được mổ định vị cột sống và hồi phục tốt ở ngày thứ 3 sau phẫu thuật. Vỡ đốt sống L1 có mất vững, có chèn ép tủy. Và ngày hôm qua bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật. Cuộc mổ đã thành công tốt đẹp. Hiện tại thì bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, huyết động ổn định. Các dấu hiệu về thần kinh trung chủ cũng đang dần được cải thiện. Vì được phẫu thuật sớm và kịp thời nên chúng tôi cũng rất là hy vọng là cái sự tiến triển hai chân của bệnh nhân sẽ hồi phục gần như hoàn toàn. Sau này bệnh nhân có thể tự đi lại và hoặc sinh hoạt như bình thường như trước khi phẫu thuật. Gia đình nạn nhân này là một trong một vài hộ thoát nạn là nhờ chuẩn bị sẵn sàng phương án thoát hiểm khi cháy nổ xảy ra. Gia đình đã mở khung sắt làm cửa thoát hiểm trước đó, vì vậy khi cháy xảy ra, họ đã nhanh chóng thoát ra từ cửa và nhảy sang mái nhà hàng xóm. Nhờ vậy mà gia đình ba người đã thoát nạn.
Cũng trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, khi đám cháy bùng phát, phần lớn nạn nhân hoảng loạn và chạy vào đám khói bốc lên nghi ngút để chạy lên mái nhà, thì đã có những gia đình lựa chọn ở trong nhà, sử dụng nước làm mát cơ thể và lọc khói bụi. Nhờ vậy họ đã thoát, tuy nhiên vẫn có những ảnh hưởng về đường hô hấp. Người phụ nữ này đang nhập bệnh viện đa khoa Sanh Bôn vẫn chưa hết bàng hoàng sau thảm họa cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chị không thể nghĩ gia đình đã thoát nạn khi mà ngay căn hộ bên cạnh có rất nhiều người lánh nạn, không ai thoát chết. Không chạy lên sân thượng cũng không chạy xuống dưới được. Chồng em với hai mẹ con nó ăn không, đứng chú xong đấy thì chùm chăn ở... có một cái vòi nước ở đấy thì tưới nước lên cho đỡ bụi thôi. Mọi người cũng vào cái nhà bên cạnh ấy, nhưng mà tại vì là đông quá mà nó lại không thoáng, thế là mọi người chết ở trong đấy nhiều. Hôm qua thì em phải thở máng, thở oxy, nhưng hôm nay thì được tháo rồi. Gia đình nạn nhân sinh sống ở tầng 8, vị trí cách xa đám cháy, vì vậy mà sức nóng từ đám cháy cũng giảm hơn so với các tầng thấp. May mắn hơn khi căn hộ của gia đình lại nhìn ra mặt ngõ, tức là có khoảng không để gia đình bớt hít khói độc. Ngay lập tức, gia đình đã lựa chọn vị trí ban công và một vòi nước sẵn có, liên tục làm mát cơ thể và lọc khói bụi. Cứ như vậy, họ bám trụ từ hơn 23 giờ đêm hôm trước cho tới 5 giờ 30 sáng hôm sau, được giải cứu khỏi đám cháy và nhập bệnh viện đa khoa Sanh Pôn. Mới vào đứng trên tình trạng hoảng loạn, kích thích, vật vã, có khó thở và thở đau rát ở vùng họng. Thì sau 2 ngày điều trị thì hiện tại thì 3 bệnh nhân đều ổn định, thở tốt và tinh thần cũng ổn định. Có đỡ khó thở hơn nhưng mà vẫn còn hiện tượng là đau rát họng và có ho, có đờm. Việc bình tĩnh và xử lý đúng cách rất quan trọng trong việc tự bảo vệ mình khi tai nạn cháy nổ xảy ra. Có thể thấy nước mát và tránh hít khói độc đã giúp cả gia đình thoát nạn. Hiện cả gia đình đang được theo dõi về nguy cơ bỏng đường hô hấp. Thưa quý vị, tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương sọ não. Trong khi bệnh nhân bị chấn thương sọ não sẽ ảnh hưởng nặng nề về lâu dài, chẳng hạn liệt vận động, mất trí nhớ. Nặng thì tử vong nhanh chóng sau tai nạn. Hệ quả từ tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não đã và đang để lại gánh nặng cho toàn xã hội. Người đàn ông này đã trải qua 2 lần phẫu thuật sọ não do tai nạn khi đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, va chạm với xe ô tô. Sau nửa năm điều trị, giờ ông vẫn phải ngồi xe lăn và trí nhớ chưa thể hồi phục. Chấn thương sọ não sau tai nạn đã khiến thần kinh của ông không bình thường. Từ đó việc thăm khám cũng vô cùng khó khăn. Chẳng hạn để chụp được cộng hưởng từ sọ não, bác sĩ bắt buộc phải chỉ định gây mê cho ông. Rất là vất vả cái giai đoạn đầu là không nói được. Thế là đái cũng không biết mà ỉa cũng không biết. Đấy, thế xong rồi thì là cái giai đoạn đầu là phải cho ăn sống. Thế là ngày thì cho ăn 6 bữa. Thế còn thì mà đêm thì lại cứ lóng mi, cái lúc giai đoạn đầu là cứ sức cứ sốt đè. Ngày em phải lau cho 6-7 lần. Cũng chấn thương sọ não sau tai nạn ô tô, chàng trai trẻ giờ đây đã khó khăn trong vận động. Đặc biệt khi phát âm sẽ không tròn vành rõ chữ. Từ lao động chính trong nhà, giờ đây em đã phải nghỉ làm. Và lâu dài sẽ khó tham gia công việc như người bình thường vì em bị cơn động kinh bất thình lình. Cái phát triển tư duy của bạn ấy cũng sẽ bị chậm hơn. Thứ hai nữa về cái sức khỏe, về cái sức lao động ấy thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là bạn ấy cũng có bị tự ti nữa, cái khả năng giao tiếp hoặc là hoạt động hoặc là làm việc. Thế là bệnh nhân động kinh mất một vài giây thôi, thì tự nhiên đơ ra một cả, hoặc tự nhiên đang cầm nhìn rơ một cả. Họ cầm chứ đang đi bị tai nạn này thì đang đi bị ngã cả thì nó bị tai nạn, người ta không biết, người ta cứ tưởng là bị cái gì nhưng không biết là mình đang động kinh. Thành ra là ở những cái nước phát triển mà thì trong một trong những cái cách họ kiểm soát tai nạn giao thông là tất cả những người
mà cấp bằng lái xe là bắt buộc phải đi kiểm tra xem có bị động kinh không. Chấn thương sọ não là hệ quả thường gặp với tai nạn giao thông. Va đập gây chấn thương sọ não có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như mất ý thức, hôn mê, co giật, chết não, thậm chí tử vong. Chấn thương sọ não khiến một bộ phận người bệnh mất sức lao động vĩnh viễn và để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trong phần tiếp theo, không nên chủ quan với cúm mùa. Bát cháo ấm lòng bệnh nhân. Thưa quý vị, thời tiết chuyển mùa, cảm cúm là căn bệnh dễ gặp nhất và cũng là căn bệnh chúng ta thường chủ quan mà bỏ qua. Tuy nhiên, cảm cúm hoàn toàn có thể chuyển biến gây nặng và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Mỗi năm, cứ vào giai đoạn thời tiết chuyển mùa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lại ghi nhận sự gia tăng đột biến số lượng bệnh nhân đến khám các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Trong đó có không ít các trường hợp có triệu chứng ban đầu chỉ là cúm mùa. Vào cái thời điểm giao mùa này thì giữa nóng và lạnh và bệnh nhân lại hay ngồi trong điều hòa. Ra ngoài thì nó chênh lệch nhiệt độ ở trong điều hòa là dưới 30 độ và ra ngoài thì thời tiết thường ở trên 30 độ thì bệnh nhân sẽ rất hay mắc những cái bệnh về đường hô hấp, ví dụ như là viêm long đường hô hấp trên, rồi bệnh nhân bị viêm họng. Bệnh nhân đến khám rất là đông vì sốt, do đau họng, do sổ mũi và đau đầu, đau mọi người cơ xương khớp. Chúng ta thường có tâm lý coi thường cúm, coi đây không phải là bệnh và để bệnh tự khỏi. Thông thường, các bệnh nhân mắc cúm chỉ đi khám khi bệnh đã có những chuyển biến xấu như sốt, ho kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc và cuộc sống hàng ngày. Cảm cúm bình thường ấy, thì tôi thường thường ở nhà là hay dùng những thảo dược ở nhà, thí dụ như sông, này, xả hoặc là chanh, lá bưởi, sông. Thế nhưng mà nếu đợt này nó lâu, ấy, đợt này là thấy nó khó chịu lâu thì là tôi lên đây để khám, thấy nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe này, xong rồi đến mọi người xung quanh ấy. Thế là mình phải đi để kiểm tra xem nó do cúm gì hoặc là như nào. Theo các bác sĩ, cúm là một căn bệnh đường hô hấp điển hình khá lành tính do virus cúm gây ra. Tuy nhiên, nếu chủ quan, cúm mùa có thể có những chuyển biến xấu gây nguy hiểm cho đường hô hấp như viêm phổi, suy hô hấp, đặc biệt là với các nhóm đối tượng người già, trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trong lịch sử, đã ghi nhận nhiều đại dịch cúm cướp đi tính mạng của hàng chục triệu người. Do đó, khi có những dấu hiệu của cúm mùa, người bệnh cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, đi khám tại các phòng khám và bệnh viện để tránh những hệ quả đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, nếu chủ quan, cúm mùa thông thường hoàn toàn có khả năng diễn biến xấu, trở thành những bệnh về đường hô hấp nặng. Hãy cùng phóng viên Sức khỏe 24 giờ làm rõ vấn đề này với chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, thưa bác sĩ, là chúng ta vẫn được biết thì cúm là một căn bệnh mà chúng ta có thể mắc trong cả một năm. Tuy nhiên thì vào thời điểm giao mùa thì thường là cái tỷ lệ người bị cúm sẽ nhiều lên một cách đột biến. Vậy thì cái điều gì trong những cái thời khắc giao mùa lại khiến cho virus cúm có thể trở nên hoành hành mạnh như vậy ạ? Thông thường virus cúm có thể tản phát quanh năm. Tuy nhiên nó thường bùng phát mạnh mẽ, có thể phát triển thành dịch vào cái vụ lúc chuyển mùa, đặc biệt là chuyển mùa giữa mùa đông và mùa xuân. Cái này thì nó do cái đặc điểm sinh học của virus thôi. Virus cúm thì thường nó có thể tồn tại lâu ở trong cái môi trường nhiệt độ thấp, lạnh, rồi nhiệt độ ẩm. Và vì nó là cái điều kiện rất tốt để vi khuẩn virus nó phát tán trong môi trường và lây truyền giữa người bệnh và người lành. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều những cái tác nhân, nhiều những cái yếu tố khiến cho các cái căn bệnh trở nên trầm trọng rồi có những cái sự thay đổi. Cúm thì có nằm ngoài cái quy luật này hay không, và trong thời gian vừa qua thì chúng ta được chứng kiến những cái sự biến chuyển như thế nào, phức tạp như thế nào của virus cúm ạ? Virus cúm thường xuyên biến đổi trong cái hệ gen của chúng, và như vậy thì tạo nên những cái chủng mới. Chúng ta biết rằng trong lịch sử loài người thì chúng ta chứng kiến rất nhiều những cái đại dịch cúm A chính là nó xuất phát từ cái sự biến đổi gen của virus cúm. Thông thường đối với lại cúm A thì nó có rất nhiều cái cơ chế gây ra đột biến gen, rồi cơ chế gây ra hoán vị gen giữa các chủng với nhau,
tạo nên cái chủng mới. Và thông thường đối với virus cúm A thì sau khoảng 10 đến 15 năm thì nó có thể có những cái tạo ra những chủng virus nó khác lạ so với lại cái chủng ban đầu. Chính vì vậy cho nên là và nó xảy ra những cái dịch tùy theo cái mức độ khác biệt về hệ di truyền về gen của cái chủng mới mà có thể gây ra những cái dịch mức độ trung bình, dịch lớn hoặc thậm chí là đại dịch trên phạm vi toàn cầu. Cái việc tiêm vaccine cúm hàng năm có phải là một cái việc cần thiết hay không, và chúng ta với những người mà cơ thể khỏe mạnh bình thường thì có cần sử dụng cái vaccine này hàng năm không ạ? Thực ra thì virus cúm nó có rất nhiều loại virus cúm khác nhau. Chúng ta biết có cúm A này, cúm B này, cúm C này. Trong virus cúm A thì nó có tùy theo cái kháng nguyên H và N, nó có 19 H và 7-8 cái chủng N khác nhau. Nó tổ hợp với nhau tạo nên rất nhiều các chủng virus cúm A. Và tùy theo cái sự lưu hành của cái chủng virus cúm hàng năm mà người ta sẽ có những cái tổ hợp vaccine nó thay đổi hàng năm ở từng địa phương. Và cái công thức vaccine nó cũng thay đổi hàng năm. Trong cái công thức vaccine nó không giống nhau. Và cái hai nữa là cái sự biến đổi, như chúng ta đã nói, cái sự biến đổi của virus cúm nó rất là nhanh, rất là mạnh. Cho nên là cái cúm năm nay có thể nó lại khác cái cúm năm ngoái. Cho nên là cái virus cúm, cái vaccine virus cúm người ta cần phải được tiêm, tốt nhất là cần tiêm hàng năm. Và cái vaccine nó cũng thay đổi theo hàng năm. Việc mà chúng ta tiếp cận được cái vaccine phòng chống cúm cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để ngăn ngừa cái phát triển bệnh, mắc bệnh và nhiễm bệnh. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị thân mến, một bát cháo nhỏ tuy ít ỏi nhưng chứa đựng trong đó rất nhiều tình cảm sẻ chia. Có rất nhiều hội thiện nguyện ra đời muốn mang những yêu thương đến cho những bệnh nhân như một lời động viên, tiếp thêm động lực cho họ trong cuộc chiến với bệnh tật. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng Hội Thiện Nguyện Hạnh Phúc mang tấm lòng của mình đến với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, thành phố Hà Nội. Từ gần 6 năm nay, sáng thứ Bảy đã trở thành một buổi sáng đặc biệt đối với các hội viên Hội Thiện Nguyện Hạnh Phúc. Đặc biệt vì đó là thời điểm họ gác lại công việc, dậy từ rất sớm, chuẩn bị nồi cháo với khoảng 400, có khi lên tới 700 suất miễn phí mang đến Bệnh viện Thanh Nhàn trao cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị. Đây là hoạt động ý nghĩa mang tình cảm yêu thương cũng như tấm lòng sẻ chia của những người thiện nguyện. Bát cháo cũng như những cái suất cơm mà hội mang đến thì đã được truyền đến cho bệnh nhân những cái cảm hứng rất là tốt, bởi vì họ cảm thấy rằng là họ không bị bỏ quên. Kể cả trong những cái đại dịch, bọn tôi cũng vẫn làm như thế, không bao giờ mọi người cảm thấy bất cả hay là ngại gì cả. Thì bệnh nhân họ đều cảm nhận được những cái tấm lòng của các anh chị em trong hội cũng như của các nhà hảo tâm dành cho họ. Đã thành thường lệ, cứ sáng thứ Bảy hàng tuần, các bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Thanh Nhàn lại chuẩn bị các vật dụng và xếp hàng nhận những bát cháo đầy ắp tình thương. Những người vừa nhập viện cũng được những người đến trước thông tin để cùng đi nhận cháo. Những bát cháo ngon, nóng hổi, đủ dưỡng chất từ rau củ, thịt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được các bệnh nhân, nhất là những người điều trị xa nhà, rất mong đợi và đón nhận một cách chân quý như món quà của người thân, bạn bè dành cho nhau. Tôi cũng nghĩ là rất là quý và tôi cũng cố dậy để ra để xin lấy một chút để bồi dưỡng vào cơ thể chúng tôi. Cho nên là chúng tôi đến đây rất là yên tâm và rất là mừng khi được mọi người quan tâm đến. Chúng mình thì cùng nhau tạo lên một cái hội thiện nguyện hạnh phúc này để mang đến cho một chút yêu thương, gửi gắm một chút tấm lòng đến các bệnh nhân. Với những bệnh nhân nặng không thể xếp hàng, các hội viên Hội Thiện Nguyện Hạnh Phúc mang tới tận phòng cho họ. Dù chỉ là một bát cháo nhỏ bé, nhưng người bệnh cảm nhận được tình cảm ấm áp, đồng hành, tiếp thêm động lực cho họ vượt qua khó khăn trong hành trình an tâm chữa trị, nhanh chóng khỏe mạnh trở về với gia đình. Những hình ảnh đẹp vừa rồi đã kết thúc bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.